rất chuyên nghiệp đá vô giữa hai bạn. Ok, và mình vừa hoàn thành nhiệm vụ của mình tại nhà văn hóa thanh niên với game Banana Chip Football. Không biết là có ai trên YouTube của mình ra chơi game đó với mình hay không. Ok, và giờ mình sẽ bắt đầu hành trình tìm Park Hang Seo tại giải bóng đá cao thượng 2018. Cầu thủ nổi tiếng. Xin chào và hẹn gặp lại.